Okay, today we will have a new unit 26, and we have new pronunciation, door. Do you want to go out to a restaurant for dinner tonight? No, it's too cold and dark, and I'm too tired. I'd rather stay at home and read a good book. Hôm nay mình sẽ có một cái âm mới là âm d. D. Thì mọi người sẽ đầu tiên là mình sẽ nghe cái cách phát âm của cái âm d. 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 Unit 26. D. Door. 1A. T. 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 1B. Unit 26. D. Door. 1A. T. 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 Okay. Đây là đây cái âm là mình sẽ mọi người có thể xem lại ở cái trang 89 là mình có học về cái âm này. Thì cái âm này khi mình phát âm á thì mình sẽ không có phát cái hơi không có phát cái tiếng ra khỏi cái vòng miệng. Mình sẽ để cái lưỡi ở ngay đằng sau cái chân răng của mình. Rồi mình phát âm nhẹ ra. Ok, rồi mình sẽ nghe tiếp đến cái âm kế. 1B. D. 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 Rồi mọi người mình sẽ nghe lại một lần nữa. Nghe lại một lần nữa ha. D. 1C. Cái âm này là người ta phát âm nó sẽ đẩy cái tiếng ra, đẩy cái tiếng ra từ cái cuốn họng. Thì cái cách để mọi người có thể phát âm được cái từ này thì mọi người có thể mình có thể để cái tay ngay cái cổ họng mình nè, rồi mình phát âm d d d d. Mình thấy cái cuốn họng nó có tiếng nó phát nó rung lên đó. Thì là cái lưỡi mình sẽ giữ nguyên không có nâng lên, không có nâng lên thì để cho cái tiếng nó phát ra rõ được. Tại vì đây người ta đọc nó nhấn mạnh cái âm d d d d d. Rồi mọi người sẽ nghe tiếp thì bây giờ mình sẽ nghe hai cái từ nghe. Họ phát âm lại hai cái từ này luôn. T. D. T. D. T. D. Đó. Thì như ở đây là người ta có cái hình minh họa. Hình số 1 là để minh họa cái cách phát âm cho âm t. 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 Thì như mọi người thấy á, là cái lưỡi cái vowel the tongue will be upper, right? And don't let the voice out. Không có để cái tiếng phát ra, mình chỉ phát âm nó nhẹ thôi. Rồi còn cái âm d là như mọi người thấy cái hình minh họa ở đây là người ta để cho cái voice của mình nó sẽ phát ra khỏi cái vòng miệng luôn. D d d d d. Thì khi phát âm cái từ này là ta nhấn nó rất là rõ, phát cái tiếng ra. D d d. Đó. Yeah, mọi người có thể thấy đây người ta giải thích là t, t, là không có phát thành tiếng.
Còn âm d d là sẽ phát ra tiếng d d. Okay. Now we will have 7 words here, and we will listen the pronunciation of these words. Đó thì bây giờ mình sẽ nghe qua cái cách phát âm của 7 cái từ này, thì mình sẽ phát âm trước, mình sẽ đọc một lần, sau đó mình đọc lại một lần nữa cho mọi người nghe, mình nắm được cách đọc, sau đó mọi người sẽ nghe xem là người ta phát âm như thế nào. Good, food, goodbye, friend, child, bird, burst. Good, food, goodbye, friend, child, bird, burst. Okay, rồi. Let's listen the audio. Okay, bây giờ mình sẽ nghe cách người ta phát âm 7 cái từ này như thế nào. Và có một điều lưu ý là khi mà mọi người có một số cái cụm, có một số từ á, thì cái âm d thì nó sẽ không có phát ra cái tiếng như này người ta có giải thích. Thì ở đây ví dụ như có từ thì mọi người mình sẽ nghe người ta đọc qua một lần, thì mình sẽ biết xem là cái từ nào là họ cái âm d họ không có phát ra thành tiếng. Unit 1D. Good. Food. Goodbye. Friend. Child. Bird. Birds. Rồi, mọi người sẽ nghe lại một lần nữa nha. 1D. Rồi, mọi người lắng nghe kỹ. Sẽ có một số từ là cái âm d, d là nó sẽ là âm câm, tức là nó sẽ không có phát ra tiếng. Như cái này ta nói là đó, isn't released suddenly, okay. Good. Food. Goodbye. Friend. Đó, mọi người nghe là cái từ goodbye, họ không có, đây là cái âm d, là nó ở đây nó là âm câm, nó không có phát ra tiếng. Thì cái này là mình sẽ phải tập luyện, mình nghe nhiều thì mình sẽ biết được những cái từ nào mà có những cái âm mà nó là âm câm, nó không có phát ra được. Thì cái này mọi người sẽ phải luyện tập đó, luyện tập nhiều thì nó sẽ quen. Rồi mình sẽ nghe tiếp ha. Child. Bird. Birds. Ok. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa để cho mọi người nhìn cái khẩu hình miệng của mình và mọi người có thể tự đọc nhẩm theo. Ok. Good. Food. Goodbye. Friend. Child. Bird. Birds. Rồi, một lần nữa nha. Good. Food. Goodbye. Friend. Child. Bird. Burst. Ok. Mọi người, mình nắm cái chỗ này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái phần kế tiếp ha. We will all move to the next one. Okay, next one is minimal pairs, and we will listen all of these works and realize d or d. Two A.
Two. Do. Sent. Send. Cart. Card. Right. Ride. Train. Drain. Trunk. Drunk. Okay. I will repeat again. I will speak aloud and slowly. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần những từ này to và rõ để mọi người cùng theo dõi ha, xem mọi người sẽ nhìn coi cái khẩu hình miệng của mình như thế nào ha. To, do, sent, send, cart, card, write, ride, train, drain, trunk, drunk. Okay, once again, mình sẽ đọc lại thêm lần nữa ha. To, do, sent, send, cart, card, write, ride, train, drained, trunk, drunk. Cái từ drunk and drunk này mình sẽ đọc lại một lần nữa, thì cái này nó hơi khó mình phân biệt, mình phải nghe kỹ. Trunk, trunk, drunk, drunk. Thì cái âm trăng mà cái chỉ về cái hòm, cái đồ đựng đồ vật á, thì mình để cái đầu lưỡi sau cái chân răng của mình, mình đẩy nhẹ ra. Trăng, 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 trunk. Rồi đến cái từ drunk mà say xỉn á, thì mọi người sẽ phát rõ cái tiếng ra, cái âm d d d d phát âm rõ ra. Drunk, drunk, drunk. Okay. 2A. Thì bây giờ mình sẽ đến cái we will move to part A. Thì mình đã mình phát âm qua và mình đã đọc lại 1 đến 2 lần để cho mọi người theo dõi được cái cách phát âm cái khẩu hình miệng của nó. Thì ở đây á, mọi người để ý sẽ có cái cách đọc mà có cái lưu ý về cái cách đọc của 3 cái từ là send, card, ride. Thì mọi người sẽ nghe lại một lần nữa để mình chú ý ở cái cách đọc của 3 cái từ này. Okay. 2A. 2. Do. Sent. Send. Cart. Card. Right. Ride. Train. Drain. Thì ở đây á, mình mà mọi người để ý cái từ 3 cái từ là send, send, card, ride. Người ta phát âm cái âm d d nó phát ra nó nhẹ thôi chứ nó không có phải là nhấn mạnh ra. Thì đó, mọi người để ý lưu ý 3 cái từ này, mình sẽ nghe lại phần của cái 3 cái từ này ha. Right, ride, to, do, sent, send,
Mình nghĩ là sent, sent, send, send. Đó. Đó thì cái tập cái từ âm cái từ send mà gửi gửi thư gửi mail á, thì cái âm d họ phát âm ra nó nhẹ chứ không có đẩy mạnh cái hơi ha. Rồi mọi người đó, mọi người lưu ý ở cái âm này, mình đọc lại cái âm này một lần nữa này. Send, 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 đó chứ không phải là send, 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 cái đó là sai, không đúng ha. Rồi mình sẽ tiếp cái từ kế. Cart, card. Đó là họ đọc là ông đầu tiên là cái xe mà đẩy hàng là cart, 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 cart. Rồi đến cái từ cái là cái tấm tấm bưu thiếp á, card, card. Cái âm D nó rất là nhẹ, đúng không mọi người? Nó không phải là nó âm câm nữa mà nó phát họ phát âm ra rất là nhẹ. Card, card, card. Rồi mày sẽ nghe lại ha. Sent, send. Cart, card. Đó, card, card, âm đi rất nhẹ, đẩy cái hơi nhẹ ra thôi. Ừ, thì cái từ này mọi người cũng lưu ý luôn. Rồi mình tiếp đến cái từ kế tiếp ha. Right, ride. Đó. Chữ write mà để mình viết chữ này nọ là nó phát âm âm t, mình nghe rất là rõ đúng không? Write, write, write. Rồi cái âm drive mà để lái xe xe đạp rồi này nọ đó thì cái âm d nó cũng phát âm nhẹ. Rồi mình đọc lại ha, mọi người nhìn cái khẩu hình miệng của mình nè. Drive, 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 âm d mình phát âm rất là nhẹ chứ nó không phải là nó không hề là âm câm. Drive, drive, drive. Rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ có một cái đến cái phần P. Cái phần này là để mình sẽ tập luyện lại để mình phân biệt được hai cái phát âm và d, d. Thì đối với mọi người sẽ nghe cái minimum pair, tức là nghe các cái từ họ mà họ phát âm và mình sẽ chọn cái số phù hợp với cái âm đó. Thì như ở đây thì nếu là âm sẽ là cái âm số 1 và cái âm d, d sẽ là âm số 2. Thì mọi người sẽ nghe và mình sẽ viết xuống cái đáp án mà mình sau đó thì mình sẽ đọc qua thứ một lần. Thì để mọi người xem coi cái để mình xem đáp án của mọi người là như thế nào ha. Rồi chúng ta bắt đầu nghe. Train, drain. Ok, mọi người đợi xíu nữa mình tu đến cái phần đó. To, do, to. Sent, sent, send, sent. Card, card. Write, e. Drunk. Ok. Ôi. Drunk, drunk. To be. To be. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nghe nha. Thì mọi người nghe kỹ và xác định xem đâu là âm t, và đâu là âm d.
đ. Do, to, do, to, do. Sent, sent, send, sent, send. Card, 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 cart, cart. Right, ride, right, ride, ride. Drain, drain, train, train, drain. Drunk, trunk, drunk, drunk, trunk. Ok, bây giờ mọi người sẽ nghe là một lần nữa thật là kỹ để mình xác định một lần nữa cho đúng cái cách phát âm của từng từ mà họ sẽ đọc. Mình sẽ có 5 cặp từ tất cả nha mọi người ha. To be. Do. To. Do. To. Do. Ok. Thì ở cái cặp thì đây thì cái cặp đầu tiên. Sorry. Thì ở đây á, cái cặp đầu tiên á là người ta đã làm ví dụ cho mình rồi là 2 1 2 1 2. Thì bây giờ mình sẽ nghe đến cặp thứ hai xem là họ phát âm như thế nào. To see, to see, to drunk, to be, do, to, do, to, do. Ok, bây giờ bắt đầu mình nghe phần số 2 nha. Sent, sent, send, sent, send. Thì ở đây mọi người đã được gì à? Mình thì nó cái thứ tự họ phát âm đó là 1 1 2 1 2. Rồi. Thì các cái minimal pairs còn lại á, mọi người cũng sẽ nghe tương tự. Thì mọi người sẽ vậy mình tập luyện mình nghe nhiều ở cái đoạn ở cái file audio có đó để mình xác định đúng cái cách phát âm của từng cái. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần kế tiếp là cái phần minimal pair sentences proxy. Thì đây cũng tương tự như phần ở trên nhưng mà họ sẽ đọc ra thành những cái câu luôn. Cho nên cái này nó sẽ hơi khó hơn xíu. Thì mọi người sẽ nghe kỹ. Mình sẽ cho mọi người nghe 2 lần. Để mọi người mình biết được là họ phát âm âm ch và âm d như thế nào. To see. You too. You do. Ok, họ đọc là you too. T, t. You do. D, d. Alright. Ok. We will listen again, ok. To see.
You too? You do? 2F. 1. I don't like riding. E. Sorry. 2C. That's a nice cart. You too? 3. You. He bought a bat, rack. Sorry. Ok, để mình nghe lại nha. 2C. You too? You do? Ok. Thì cái đầu tiên là you too, tea. I'm tea, right? You do. Rồi, mình sẽ nghe tiếp. You sent the emails. You send the emails. Ok, hồi dùng cái, ở đây thì mình nghe, tức là mình nghe đó là âm t, t. You send the email. You send the email. Đúng nào, rồi mình sẽ nghe tiếp ha. Is the red cart hers? Is the red cart hers? À, thì đây họ dùng cái họ phát âm t, t, t. Rồi bây giờ mọi người sẽ nghe mình sẽ cho mọi người để mọi người nghe hết những cái còn lại luôn ha. Is the red card hers? Can he write well? Can he ride well? Does this train smell? Does this drain smell? Is there a trunk outside? Is there a drunk outside? 2D. Okay, thì okay, so the proxies, we just show you how you listen the pronunciation of t, t and d, d in sentences. So you need to train to listen more and more. Okay, thì cái phần này là mọi người chủ yếu là mình phải nghe nhiều cái những cái cách phát âm những từ đó trong những cái câu. Đó, tại vì thường thì nếu mà những cái từ mình phát âm trong cái câu nó thì thường nó sẽ hơi mình hơi khó để mình nghe hơn, nên cái này mọi người sẽ phải luyện nhiều hơn. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đến cái phần kế tiếp. We move to part D. And mọi người we will have six sentences. And you just do this word how do this part like the same with the P part P, right? Thì cái phần này cũng mọi người làm cũng tương tự giống như của cái phần B, nhưng mà ở đây mọi người sẽ nghe là mọi người sẽ được nghe 6 câu với những cái cách phát âm tra 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 là nó sẽ là cái âm số 1 và cái âm d d d sẽ là âm số 2. Rồi bây giờ mọi người cùng nghe ha. Does this drain smell? Is the red cart hers? You send the emails. Is there a trunk outside? You do. Can he write well? Okay. Rồi mình sẽ cho mọi người nghe lại một lần nữa để mọi người nhận biết được kỹ hơn cái cách phát âm của họ trong 6 cái minimal pair sentences này như thế nào. Does this train smell? Is there a trunk? Can he write well? Is the red card her? Write well? Can he ride well? Does this train smell? Does this drain smell? Is there a trunk outside?
Is there a drunk outside? 2D. Ok, rồi. Bây giờ bắt đầu mình nghe lại một lần nữa. 6 cái minimal pair sentences này. Does this drain smell? 2C. 2D. Does this drain smell? Ở đây hỏi phát âm là gì? Does this drain smell? Trained. Trained. Smelled. Is the red cart hers? Ở đây là họ sẽ đọc cái âm t, t, cart, cart hurt, cart, cart là số 1 ha. Giờ tiếp tục. You send the emails. Cái này nó hơi khó nghe xíu, mình nghe lại cái chỗ này xíu nha. You send the emails. Ở đây thật ra là họ đọc cái âm d, đọc nối giữa send và d. Send the email. Send the email. This will be number 2, right? D. Send the email. Okay. Tiếp tục ha. Is there a trunk outside? You do. Is there a trunk outside? Ở đây họ phát âm cái từ trunk là âm d. Chứ họ không phát âm là trunk khác nha. Cái âm d là trunk. Còn cái âm t là nó sẽ như vậy. Trunk. Ok. Mình nghe tiếp. You do. You do. Rồi, cái này là dễ đúng không? Âm d. Số 2 ha. Can he write well? Rồi, mình nghe lại cái câu cuối nè. Can he write well? Write. Âm t. Số 1. Okay. Okay, we will move to next one, part A, sentence stress. Thì ở đây á, mọi người sẽ nghe lại các cái câu một lần nữa và mình sẽ gạch dưới những cái câu mà họ có nhấn cái cách phát âm ở trang số 93. To see. You too. You do. Okay. Họ nhấn chỗ nào nè? You too. You do. Họ nhấn ở to. Do. Right? Okay, next one. You sent the emails. You send the emails. Rồi, ở đây họ nhấn cái gì nè? Họ nhấn chữ sent với lại send. Mình đọc lại ha. You sent the emails. You send the emails. Ok. Rồi, mình nghe tiếp. Is the red cart hers? Nó là âm gì nhỉ? Âm t. Ở nhấn ở đâu ha? Đó là is the red cart hers? Is the red cart hers? Họ nhấn ba cái từ đầu. Red cart hers. Rồi, mình tiếp tục.
Is the red card hers? Can he write well? Cái câu này cũng tương tự, cũng nhấn ba cái chữ như vậy, nhưng mà là ở đây mình nó sẽ là có cái âm d, d. Alright? Okay. Continues. Can he write well? Can he ride well? Does this train smell? Does this drain smell? Is there a trunk outside? Is there a drunk outside? 2D. Does this drain smell? Okay. Người nghe lại một lần nữa. 2C. Và mình sẽ phân biệt được xem là họ nhấn những chỗ nào trong từng câu. You too? You do? You sent the emails? You send the emails? Is the red card hers? Is the red card hers? Can he write well? Can he ride well? Does this train smell? Does this drain smell? Is there a trunk outside? Is there a drunk outside? Okay. Thì sau khi mọi người nghe nghe lại hai lần đó, thì mình sẽ viết ra là cái câu nào là nó nhấn như thế nào. Thì mọi người cái này mình cũng sẽ mình sẽ đọc nghe nhiều hơn thì mình mới có thể rành được trong cái việc mà nhận biết được cái dấu nhấn của cái từ là trong câu. Okay, we move to next part. So we will hear the voice, and then you will stick A or B. Ok, tức là bây giờ mọi người sẽ có 6 câu thì mọi người sẽ nghe xem cái câu đó là họ sẽ phát âm cái từ nào với cái cách phát âm nào. Hmm? 2F. 1. I don't like riding. 2. That's a nice cart. 3. He bought a bat, racket, and some balls. 4. I send all the parcels by airmail. 5. That's the worst sight. 6. I want to dry this shirt. Okay, we will listen 2D. Again. Bây giờ mình sẽ nghe thêm một lần nữa ha. Và mình sẽ đưa ra cái đáp án là xem cái từ nào phù hợp và họ phát âm cái từ ở đằng sau. 2C 2F 1 I don't like riding. 2 That's a nice car. 2F 1 Ok. I'm sorry. Bây giờ mình nghe lại ha. Nghe lại một lần nữa nha. 2F. 1. I don't like riding. Ở đây là cái gì nè? I don't like riding. Phong nè. Riding. Nó sẽ là âm d, d. Là p. Rồi. Đến câu kế tiếp ha. 2. That's a nice cart. 3. Họ đọc là cái gì? That's a nice cart. 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 Là 8. A, right? Okay. Bên câu số 3. He bought a bat, rack. So,
Sorry. Two. I don't like riding. One. I don't like riding. Two. That's a nice cart. Three. He bought a bat, racket, and some balls. He bought a bat, racket, and some balls. A, right? Okay. Number four. Four. I send all the parcels by airmail. Five. Parcels by air. All the parcels. I send all the parcels. Four. Rồi, mình nghe kỹ là cái chỗ số 4 này nha, nó hơi khó nghe một xíu, mình nghe chậm một xíu ha. I send all the parcels by airmail. Họ đọc là cái gì? I send all the parcels by airmail. I send all the parcels by airmail. Send on. D. Right? So, P. Okay? 4B. So, 4B, ha, mọi người, ha? 5. That's the worst sight. Cái này thì mọi người chắc nghe rõ ha. That's the worst sight. That's the worst sight. A. Huh. Okay. The last one. 6. I want to dry this shirt. Want to dry this shirt. 6. I want to dry this. I want to dry. Right? Shirt. Thì cái chỗ này là họ đọc là âm d mà nó cái the voice is quieter. Nó phát âm nhẹ chứ không phải là try là âm t. Ở đây mọi người nghe đọc là dry. So 6B, okay? Okay, we move to next one. So we have a dialogue here, and we will practice to speak aloud the words. Okay, thì ở đây á mọi người sẽ tập mình đọc các cái câu có những cái từ mà phát âm mà mình đang cần học. Bây giờ mình sẽ đọc qua một lần các cái câu này cho mọi người nghe. Mình sẽ đọc lớn và mọi người xem cái khẩu hình miệng của mình nha. Diane, let's go dancing, darling. Daisy, let's listen to the radio, Jordan. David, you forgot our date yesterday, Daisy. Okay, listen again. Diane, let's go dancing, darling. Let's go dancing, darling. Daisy, let's listen to the radio, Jordan. Let's listen to the radio, Jordan. And David, you forgot our date yesterday, Daisy. You forgot our date yesterday, Daisy. Thì ở đây á, như hồi nãy mình có nói thì có một số cái âm d thì nó phát âm khá là nhẹ, không có phải nhấn mạnh. Thì có một số thì nó sẽ phát âm nhẹ ở khúc cuối từ,
mà nó nhấn ở khúc đầu đầu. Ví dụ như là dancing, dancing, darling, darling, right? We have a consonant in the first of the words. Listened, listened, forgot, 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 date, date. Okay, và đó, thì ở đây mình cũng sẽ có năm cái cụm, năm cái từ. Thì nó cũng để ví dụ cho cái việc mà có số một, có một số từ là cái âm d, d là sẽ phát âm nhẹ ở khúc cuối, phát âm rất là nhẹ ở khúc cuối và nó nhấn khúc đầu. Stayed, stayed. Repaired, repaired. Strained, strained. Pet, pet, cold, pet, cold. They played cards, they played cards. Đó, thì ở cái bài tập này á, là mọi người yêu cầu là mọi người cần sẽ đọc phát âm thật là nhiều để cho quen được cái cách mà mình điều khiển cái khẩu hình miệng và cái cách mình sử dụng cái lưỡi của mình nó lên xuống như thế nào để cho mình nhấn cái âm nó chuẩn. Thì mình sẽ đọc lại năm cái từ này một lần nữa. Mọi người mình để ý kỹ cái khẩu hình miệng của mình nha. Stayed, stained, repaired, repaired. It drained, it drained. Bad cold, bad cold. They played cards, they played cards. Ok, và tiếp theo á là nếu như là mình có cái âm d, d ở cuối một từ và mình sẽ phải phát âm như thế nào. Ví dụ như ở đây có cái câu là they stayed at home, they stayed at home, they repaired it today, they repaired it today, they repaired it today. It drained all day, it drained on, it drained all day. I had a bad cold, I had a bad cold. They played a game of cards, they played a game of cards. Đó, thì cái chỗ này nó nói chung là nó cũng hơi đòi hỏi mình phải nghe nhiều thì mình sẽ mới phân biệt được và biết cái cách được mình nhấn cái trọng âm nó như thế nào. Đó, thì mình sẽ đọc lại ở chỗ này một lần nữa. They stayed at home, they stayed at home, they repaired it today, they repaired it today. It drained all day, it drained all day. I had a bad cold, I had a bad cold. They played a game of cards, they played a game of cards. Okay,
Alright, mọi người mình chỗ này mình nắm ha, thì mình về mình sẽ tập nghe nhiều hơn ở những cái chỗ này. Bây giờ mình sẽ đến cái mục kế tiếp, cái phần kế ha. We move to the next part. Okay, this part we need you to practice with a louder D at the beginning and a quieter D at the end. Tức là sao? Thì ở chỗ này á, người ta hướng dẫn mình là một số cái từ là mình khi mình phát âm á thì bắt đầu cái âm R ở đầu thì mình sẽ phát âm nó rõ, phát âm rõ cái tiếng đó, và phát âm R nhẹ khúc cuối của từ. Ví dụ như did, decided, damn it, David, donut. Okay. Chỗ này là mọi người cũng sẽ tập luyện để nghe nhiều để mình mới biết được những cái âm mà nó có phát âm D ở đầu và ở cuối thì là sẽ phải đọc như thế nào ha. Thì lúc này giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa những cái từ này. Did, decided, damn it, David, donor. Okay, and now we have the park here, and they have many words in the box. So you will listen D and T. Thì ở đây có một số cái âm và sẽ xem là cái từ nào mà họ phát âm với cái âm d mà họ nhấn mạnh, hoặc là họ phát âm d nó nhẹ. Thì ở đây mọi người sẽ tự đọc, thì mình sẽ đọc thử qua cho mọi người xem như thế nào ha. Nobody, darling, band, card, Daisy, dead, blade, dancing, listened, donned, phoned, tried, today, ran. Okay. Thì chỗ này á, thì các bạn có thể tập mình nghe, mình phát âm để mình biết. Và mọi người có thể xem thử cái đáp án đằng sau của cuốn sách á, để mình so lại với cái câu trả lời của mình. Ok, và phần kế tiếp á,
next one we will have a conversation. So the first thing I need you to do is fill the mixing words into the blank. Okay. Okay, thì đầu tiên ở đây á thì mọi người mình sẽ bắt đầu mình điền các cái từ còn thiếu mà nó phù, cho nó phù hợp vào để hoàn thành cái đoạn văn này. Trước tiên là như vậy ha. Đó thì ở đây thì mình sẽ điền và sau đó thì mọi người sẽ chọn một bạn hai bạn để mình có thể mình sống vai mình thực hành cái đoạn hội thoại này. Và mọi người nhớ là speak loud and slowly and clearly for the stress. Hay là mọi người đọc chậm rãi và rõ cái những cái từ mà cần phát âm và mình sẽ phải đọc cho nó phù hợp với cái ngữ điệu trong cái tình huống của đoạn văn này. Three B, a damaged telephone line. Hello, this is 22288228. Hello, Daisy. This is David. Oh, hi, darling. What did you do yesterday, Daisy? You forgot our date, didn't you? Well, it rained all day, David, and I had a bad cold, so I decided to stay at home. Did you? I phoned 20 times and nobody answered. Oh, the telephone line was damaged. They repaired it today. Well, Daisy. What, David? Oh, don't worry about it. What did Donald do yesterday? Did he and Diane go dancing? No, they didn't yesterday. They just stayed at home and played cards. And what did you do? Did you play cards too? No. Jordan and I listened to the radio and studied. What did you do yesterday, David? I've just told you, Daisy. I tried to phone you 20 times. Okay. Okay. So this unit is finished here. So I think you should practice more and more to improve the pronunciation. So in conclusion, today we learn about d and t t. Thì mọi người nhớ ha, thì cái âm d là mình sẽ phát ra thành tiếng. Có người có thể cái cách mọi người tập như thế này, khi mọi người phát âm d, người để cái ngón tay ở ngay cái cổ họng mình, nó khi mình phát âm d thì cái tiếng mình nó phát ra thì cái cổ mình nó rung á. Còn cái âm t mình không có phát ra thành tiếng, là mọi người để cái lưỡi mình á nâng lên, nhưng mà mình để đằng sau cái răng mình á, rồi mình bật nhẹ ra. Đó. Rồi thì chỗ này mọi người sẽ tập luyện nhiều hơn, mình nghe nhiều hơn để mình nắm ở cái chỗ phần phát âm này ha.